anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Một Đại Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với season 18 cùng với nhân vật Slayer. Và để xem trong season này thì sức mạnh của Slayer được thể hiện rõ ràng như thế nào nha anh em. Thì trên màn hình anh em cũng đã thấy nhân vật Slayer của mình build hiện tại sử dụng Sword để mang lại một lượng đam cao nhất có thể. Và lượng đam em đã có thể mang lại cho mình là 1.200.000 đam, hơn 1.200.000 đam nha anh em, con số cực kỳ lớn. Và để được 1.200.000 đam thì em đã sử dụng vật phẩm cũng như là cách build như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Trong season 18 này tất nhiên mình sẽ sử dụng một con pet thủ cười UR đó, max đam nha anh em, đam level, dep level và đam element luôn, còn 15. Và anh em đi ở đâu nhưng mà trong kênh của mình thì chỉ có build nhân vật max ping thôi anh em ạ, thế nó mới đã, nó mới sướng. Và mình sử dụng một set Apollo 1400 cũng là max ping luôn nha anh em, tổng 15 star DD75 luôn. Đấy, một cặp vũ khí max ping lúc bao và cộng 40 star. Đấy, cặp Erin cũng max ping luôn. Cặp khuyên tai này là khuyên tai 6 nha anh em, khuyên tai 6 chỉ khi mà sau khi anh em lên được season 18 thì anh em mới có thể sử dụng được, nâng cấp lên được khuyên tai 6 là Binding Erin này. Thì mình cũng có một video để giới thiệu về cái Erin này rồi anh em ạ. Và để mang được Binding Erin này thì yêu cầu anh em là phải đặt mốc level 1450 đấy nha anh em lưu ý nha. Đó, mình sử dụng một cái phong cổ cũng là Mark Ping. Đó, một cái win. Ê, win này thì là win event. Đấy, win event. Win này thì chỉ có mở ra khi mà season tạo ra một cái event và anh em có thể donate hoặc là training. Đó, nhặt được vật phẩm may mắn thì anh em mới có cái win này thôi anh em ạ. Win này là hàng sau này chạy là hàng cực hiểm của server luôn. Và một cái billion. Đấy, một billion đồ. Đó, đó là tất cả những cái gì mà mình sẽ sử dụng ở trong cái video ngày hôm nay. Và chúng ta cũng đảo qua lượng đam của em đó. Đó, 800, 900 kìa anh em. Úi dồi ôi, clear thì thôi rồi luôn. Rồi, chúng ta sẽ cùng đảo qua bảng C một tí trước khi đổi map nha anh em. Bảng C chúng ta sẽ đạt được mốc Arctica Power. Đó, là 9.000 cho đến 9.800. Và được bonus thêm 8.700. Tổng thì chúng ta có gần 20k đây anh em, gần 20k Arctica đam. Khủng không anh em? Và để đạt được cái Arctica Power này thì mình sẽ tăng chủ yếu là AG 1340 để học skill book. Đó, sau đó tất cả các cái pawn còn lại mình sẽ dồn hết vào stain, kể cả pawn của Master 800 nha anh em. Đấy, 1289 cộng với 1268 này. Đó, còn máu và năng lượng thì mình sẽ không tăng. Đó, chúng ta sẽ không dùng tăng hai cái này. Và đây là thông số mà mình đạt được anh em ạ. Speed của chúng ta sẽ là 287/384 và crit đam 82, silent đam 67, đúc bộ đam 27, tip đam 12 và dep ignore xuyên giáp 24. Đó, anh em thấy không? Đó, đây là tất cả các thông số mà mình đạt được. Và chúng ta có dep basic 1642 này nha. Rồi, để đạt được những cái thông số này thì mình chúng ta cũng sẽ tìm hiểu với bảng Master Level 400. Nhưng mà trước khi đến với Master Level 400 thì chúng ta sẽ cùng nhìn đam em nó ở cá thung này một chút nha nhé. Bruni, cá thung. Đó, 1.2 triệu này anh em. Đó, 1.2 triệu kìa. 1.2 triệu, 1.2 triệu kìa, trời ơi. Đó, 1.2 triệu kìa anh em. Rồi, chúng ta sẽ đổi thêm một map khác nha nhé. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến một map khác. Đó là trình map Control Underground. Và skill Sword Interior này của chúng ta sẽ là rank 7 nhé. Nên anh em chú ý sẽ là đặt vào skill rank 7. Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng Master Level 400 nhé. Vẫn là 1.200.000 đam nhé, không thể giảm được, là 1.210.000 đam. Khủng khiếp thật. Rồi, đây là bảng Master 3 của em nó khi mà đi trên. Khi mà đi trên thì chúng ta vẫn sẽ là tăng vào 10 điểm giảm hư hỏng vật phẩm. Đấy. Và chúng ta chủ yếu là tăng tối đa pawn nha anh em, tăng tổ đáp pawn thì chúng ta mang lại lượng pawn cao nhất có thể. Chúng ta lấy tiếp 9 điểm của hồi AG để cảnh sử dụng hết AG. Ngoài ra chúng ta sẽ sử dụng thêm skill weapon block đó. Và tăng thêm steel armor một chút. Hai cái điểm này thì anh em chủ yếu là có thể xem xét lấy hoặc không lấy anh em, tùy anh em. Và mình sẽ tăng vào max 20 điểm ở O attack success rate để đánh mid down nha anh em, đánh tỷ lệ hụt khi mà chúng ta đi trên. Và mình sẽ tăng 17 điểm vào Mastery Weapon để có lượng đam cao nhất có thể. Và mình sẽ lấy 13 điểm đấy vào max máu thì chúng ta có được 1042. Tương tự mình sẽ lấy 17 điểm đối với skill, đam skill nha anh em.
và mình sẽ lấy là 11 điểm cho click down, 11 điểm cho lần down, và đối với đúc và down và xuyên giáp thì mình sẽ lấy 19 điểm để lấy tròn 4%. Đó, sau khi dư điểm thì anh em có thể tăng thêm 10 điểm vào line up shop để chúng ta có thể hồi lại một lượng máu đã mất đi trong quá trình đi trên. Đó, và chúng ta lấy tiếp 1 điểm để hồi 100% máu khi mà bị quái vật đánh nhé. Rồi, tiếp chúng ta sẽ có 1 điểm vào mana để có thể hồi full mana. Đó, và 5 điểm để tăng đam khi mà quái vật đến gần chúng ta sẽ được tăng thêm 22 điểm. Đó, đó tất cả những cái gì bảng master của con nhân vật Slayer ngày hôm nay cũng khá là đơn giản anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn đam em là một xíu trước khi đến với map mới. Ui, 1.2 kìa. Vẫn là 1.2 đam anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với map mới, đó chính là map Phoenix nha anh em. Map level 1220. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với map Phoenix level 1220. Đấy. Và chúng ta sẽ cùng với anh em test đường đam của em nó ở đây xem như thế nào. Và trước tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu về bảng Master level 800. Rồi, đối với bảng Master level 800 thì chúng ta khá là đơn giản, chủ yếu là tăng max hết skill dam vào ô Sword Interior. Đó, chúng ta sẽ max hết tất cả mọi thứ nhé, 10 điểm, 20 điểm và 20 điểm. Sau khi tăng được max skill dam của skill thì chúng ta tiếp tục tăng vào 40 điểm để có thể lấy được 2800 máu. Và ở cái ô mà tăng bonus thêm này, bonus cộng thêm này thì chúng ta sẽ tăng vào strength nhé, tăng vào sức mạnh. Đấy, chúng ta sẽ cộng hết tất cả mọi thứ vào sức mạnh vì chúng ta đang sử dụng skill Sword Interior, đây là một skill phụ thuộc vào sức mạnh anh em ạ. Tiếp tục mình sẽ tăng 40 điểm vào Basic Def cũng như là 40 điểm vào Def Win. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng Win 4 nhé thì chúng ta mới tăng vào ô này. Rồi, và để sử dụng được bonus của debuff thì chúng ta phải tăng vào skill debuff. Và mình ở đây mình sẽ lấy là chảy máu. Và mình sẽ tăng max 30 điểm vào ô tăng đam của chảy máu này nhé. Cũng như là tăng tỷ lệ thành công khi mà chúng ta sử dụng skill Interior để chảy máu xuất hiện. Đấy, 30 điểm luôn. Ở đây mình sẽ tăng 30 điểm vào tăng đam thêm này, cũng như là tăng tiếp 20 điểm vào phần trăm đam tổng thêm. Và ở đây mình sẽ tăng 40 điểm vào tăng đam skill. Đấy, ở ô tăng pon dưới này mình cũng sẽ tăng tiếp vào sức mạnh hết nha anh em. Và ở dưới này cũng là tăng đam skill 40 điểm và 40 điểm đam từ win nha anh em, 40 điểm sức mạnh từ win. Rồi chúng ta sẽ cùng check đam em đó. Trong cái các season sau này á, thì quái đánh khá là đau anh em ạ. Nhưng mà nhân vật Slayer của chúng ta thì vẫn trụ được. Đấy, anh em thấy này, trên khá là vô tư. Dù rằng là đi solo, không có buff, không có ép buff, không có mana siêu gì hết, chúng ta vẫn quẩy tưng bừng. Dù rằng là vẫn là phải bơm máu một chút anh em, như trường hợp lạc mạng là phải bơm máu hết. Đau của em nó chắc là vẫn 1.2 thôi anh em ạ. Đó, 1.2 kia anh em. Rồi chúng ta cùng dành một chút thời gian để chiếm ngưỡng em nó ở map Phoenix.
vẫn là 1.200.000 đam thôi nha em ạ. Chúng ta sẽ cùng đi đến với map cuối cùng là map Takan Blood. Đây là map được mới cập nhật trong season 18.2 nha em, và map này rất là mạnh nha em ạ. Chào mừng anh em đến với map Bloody Takan, map của những quái vật anh em ạ. Ở đây thì quái này chúng ta rất là đau, đám quái cực kỳ lớn nha anh em. Đấy, vẫn là 1.200.000 đau anh em ạ. Ồ, nhìn đám quái tạt xuống đau kìa, đau thế nhờ. Kiểu này thì có một con Asum anh em ạ, Sung NE, Sung Agi, để có thể bút mana siêu cho chúng ta. Thì chúng ta tên thì sẽ cực kỳ khỏe. Mình cần đi lui một chút. Quái đánh ỉa luôn anh em ạ. Nhưng mà lượng đam của Slayer thì không thể chê vào đâu được anh em. Tầm này mà có mana xíu và còn A xuống thì đúng nó quẩy nát cái map này luôn ấy. Nhưng mà solo vẫn được ý nhé. Nhưng mà anh em phải đứng góc xa ra một chút. Chứ còn mà kiểu mà đứng tăng cơ với quái thì khả năng là quái mà nó ra một lần thì anh em bị sốc đam chết đấy anh em. Rồi, trên đây là cái cách build nhân vật Slayer để có thể đi trên, như là hay còn gọi là đi PVM đấy nhé. Tốt nhất mà mình có thể build ở thời điểm hiện tại. Và nếu như anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký cũng như là một lượt thích nha nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Và cùng đón chờ nhân vật tiếp theo của mình trong season 18 này là nhân vật nào nha nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.